Có một con đường đã đi vào lịch sử dân tộc Việt Nam như bản anh hùng ca. Có một con đường như bài ca đi cùng năm tháng đã viết nên trang sử anh hùng. Đó là lời ca mở đầu bản hợp xướng Huyền thoại Trường Sơn, nhạc và lời nhạc sĩ Đào Hữu Thi do hợp xướng Đài Tiếng Nói Việt Nam, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội cùng tốp múa trình bày. Dân tộc Việt Nam như một bản anh hùng ca, có một con đường như bài ca đi cùng năm tháng, đã viết nên trang sử anh hùng. Đường Trường Sơn đường Hồ Chí Minh hành trình huyền thoại. Đông Nam Tây Mưa, Đông Nam Tây Mưa ai chưa?